Mới là em qua đây em cũng tìm tòi đủ mọi cách hết trơn rồi. Con chi nữa liền chị can chi là vả là 11 ký mấy cùng bỏ vô thêm được ai ông bà cơ chú cha con vô hàng rồi để giới thiệu một món bên sớm mẹ con. Hai con xin nhờ ông bà cơ chú đã quay trở lại với kênh gia đình bí heo của Xuân Trung Quốc tại Hà Bắc. Mỗi ngày cũng như mọi ngày, sáng là lo cho em bé bồng bông đưa đi học xong thì qua bên đây vô bao khoai lang. Mà cũng gần hết rồi cô chú ơi. Mà cái nhà nó hôi dữ lắm luôn rồi, nó lên mốc. Tại vì dựa vô trong cái tường á, xong rồi nó bị mục, nó rụng xuống quá chừng luôn. Rồi cái niệm mà hồi đó em mua cho ông bà nội á, xong rồi cái ông nội lấy tắn xuống đó đó, rồi nó dính vô đó. Rồi mấy củ khoai sùng nó bị hư á, rồi nó vô đó thì không còn đường nào để nói luôn. Em nhớ hồi đó giờ từ ngày làm YouTube đến giờ, mỗi khi mà em đăng cái video dọn nhà lên cho ông bà nội á, là rất nhiều bình luận của cô chú anh chị góp ý là người thì kêu mua cho ông bà nội cái tủ, người thì kêu giăng dây máng móc lên cho ông bà nội máng đồ này kia. Nói chung là em qua đây em cũng tìm tòi đủ mọi cách hết trơn rồi, cái gì em cũng đã làm qua hết từ trước cái lúc em làm YouTube lận. Mà hồi trước em mua cái tủ cho ông bà nội thì kêu người ta chở tới nhà thì người ta chở xuống dưới ruộng luôn. Thì đem vô nhà thì để chưa được có mấy tiếng đồng hồ nữa là ông nội không có chịu. Ông nội ginh qua bên mượn người ta, ginh bỏ bên nhà kho. Cái bắt đầu xuống tới em thấy cái em buồn quá, vợ chồng em lôi về nhà xài tới giờ này. Đó, xong rồi giăng dây giăng gì em mới giăng lên chút xíu thì nó nằm ở bên nhà kho. Còn không thì nó nằm ở bên cái đống rác. Rồi nói chung là nhiều thứ lắm. Bây giờ em cảm ơn cô chú anh chị góp ý cho em rất là nhiều. Nhưng mà em mong cô chú anh chị quan hỷ cho bà nội. Tại vì trong câu chuyện này cũng có lỗi của em một phần. Tại vì đó giờ em làm hết sức lực của mình, bây giờ sức tàn hơi kiệt rồi, cái em làm ít lại cho nên bà nội nghĩ là em làm biếng. Bà nội tỏ thái độ là từ ngày em làm YouTube đến giờ không có còn tiếp nhiều như xưa cô chú. Con chim nữa liền chị tỏ luôn chim ăn dạ. Em vô bao xong rồi giờ ông nội dẫn chị về chuyền lên xe. Con cho quả chim nữa liền gì. Dạo ý cơ. Trinh Thiên đi quay lại sò à? Trinh Thiên chỉ tiền quay lại. Trinh Thiên mấy mày à? Vậy canh không á? Số gì đi quay cha đi theo à? Để xe quay lại à? Đi ở Cha Khoa à? Đi ở Cha Khoa chi dần à? Cha Khoa à? À, đi cây hầu tua luôn. Ừ. Đi ở sắm bá cha? Thế là tôi rất là chả. Chả cái... Chả... Cái khu này là nàng thân đáng sửa lại. Ừ.
vả là sò vả là sò vả là sò vả là say ô mẹ mẹ bà tươi hào tua ủa kể thay cho anh ta kể thay cho anh ta ta sushi mày ta thư cái mẹ chả ừ như cái ta sao mò là ủa kể thay cho anh ta thầm mắc kem ồ cái gì là vả là không phải hay thì trà ra ừ cái yếu là nhỏ một chút thì thong một chút ồ sao vậy ta ơ là em quay cho chị phan về Ừ, bạn qua chơi giờ ngoại nó qua kiếm nè. Ừ. Hả? Miệng Thiên lại á? À? Miệng Thiên đây chấm ăn dạ. Giờ không có thời gian chơi lại. Chán. Ừ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn họ chèn họ tua giờ cha mới ăn cơm xong rồi bây giờ đi đóng thùng khoai lang giao hàng cho cái bé mà cũng ở bên Trung Quốc đó cô chú. Bé nó thấy khoai lang ngon rồi kêu em gửi qua à, bây giờ cho chồng em căng thử coi thiếu đủ gì mà giao phí mắc quá à. Tại vì người ta bán hàng thường xuyên trên mạng thì người ta đăng ký với bên giao hàng đó cô chú thì nó rẻ, còn cái này em đâu có bán hàng thường xuyên đâu, rồi giờ bán căng ký rồi ơi cái gì đâu mà một ký tới mấy tệ, rồi khoai lang cũng ký mấy tệ, thành ra mua một rồi tiền phí nó gấp đôi. Xịn mà khoan xài lại tiện đi sao vô cổ vô cổ rồi ha ha ta lại cho ta túa tiện bè rồi xịn là bao là xịn xịn hết khoan lại tha bu xì hóa xì ta ta xì hóa xì xẻo. Bé này thích ăn củ dừa dừa của nhỏ cũng giống như em, nó không thích ăn củ bự. Sơn này là mấy tua sổ gớt thùng luôn. Thôi phân tông xì hộ bên kìa, phân tông xì ít cơ tông xì hộ bên nè, băng xì công chiền này cho cậu là xì công chiền chẳng nè xì công chiền tôi là ừ, ba sẽ lấy xíu mà em căng cho 11 kg, không em không có chịu hao cái thùng mà cái thùng này nhẹ lắm. Bé đó mua 10 kg, em căng cho 11 kg đi. Phải chi mà tiền phí nó rẻ, em cho thêm ít nữa. Tiền phí nó mắc quá hả? À. Tính ký. mười một ký mấy không bỏ vô thêm được rồi. Bỏ nữa cái phí cao lên nữa đó. Chồng em nói tiền ship mắc chết rồi bỏ vô nữa nó lòi ra nhiều thêm nữa. Em tính ra
bán trên mạng mà tiền phí mắc quá. Con bé nó nói bán không có lời đâu chị ơi, bán mà tiền phí tương đương với mua ký khoai, cho nên ai đâu mà mua. Sẵn rồi, em lựa con đóng này sẵn rồi, ngày mai cho bắt đầu vô bao, vô bao là nhanh đó. Cái này 2 ngày 3 ngày nữa là xong rồi. Em lựa cái khúc trong đó đem bán cho con bé này đó, tại vì cái khúc trong đó là khúc loại ngon đó, còn ngoài đây thì dạt với ngon lộn xộn, trong đó là loại tốt. Khúc trong đó cho con sòng mà hổ nghe, bịa tiêu nghe, bị sành thấy sệnh đó. Anh ta bo cho tiêu đi. Trong túi tiện cho cái khổ nữa rồi đó. Ông nội đi về nhà lấy khoai bán đếm tiền không à. Rồi cái ba cái gác trong thùng này dục đây nhá, cho mấy nào bà cô chú. Đó, dục rồi kìa, như là chuồng bò luôn. Em kêu cha mấy heo đang xúc đổ qua đó, đặng nhà mơ đem đi đổ. Mấy áo bạn có thắt mà vô nặng. Rồi ơi, chút xíu chọt té đập lên củ khoai thiệt tình chứ. Mà gà đi vô lạnh chết à, cha đi giao hàng rồi. Ông bà cô chú, cha con giao hàng rồi. Rồi đó, nói nè, đứng cho đó nói đi ông bà cô chú ơi, thằng Mên đó. Rồi. Bây giờ cha đi đâu? Bây giờ cha đi giao hàng. Mà ông bà cô chú đi với cha con. 10 điểm. Giờ cha phải em đổ ba cái đó hơi thúi rồi này kia trên xe đằng đem đi đổ. Rồi để chướng trong đó, em không có chỗ để chắc đồ. Xong rồi cái em để nghiêng góc, cái tới ông nội về cái đầu chuyền lên xe ha. Muốn gãy cái lưng vậy. Nhẹ nhẹ thôi Vi Thành ơi. Mang mang thôi, hồi nó chìm lại bị đó. Mà tựa biên đi, tựa biên rồi xử. Mày đánh quả. Xin chị ông bà cho chú đã vào trở lại với kênh gia đình bí hệ của sáng chú quốc đại học Bắc. Bây giờ con đang làm gì vậy? Con đang chơi. Chơi gì nói cho bà cô chú nghe với. Búp bê. Búp bê đó hả? Nội. Tao lấy lên rồi. Rồi còn gì nữa? Xong rồi với Columi. Rồi bữa nay con đi học làm sao? Con kể cho mẹ với ông bà cô chú nghe chứ coi. Viết trong sư. Ừ, bữa nay con đi học làm sao? Con viết bài làm bài giỏi không? Mấy điểm? 99 điểm. 99 điểm chứ không được 10 điểm hả? Dạ. Vậy là sai một số phải không? Phải. Thấy chưa? Bởi vì mới 9 điểm đó. Rồi cái đầu con bữa nay ai thắt cho con có thích cái thắt cái kiểu đó không, đẹp không? Đẹp. Ai thắt cho con quay mặt lại cho ông bà cô chú coi coi đẹp không? Con hỏi coi. Con hỏi coi ông bà cô chú có thấy mặt dạ đẹp không? Ông bà cô chú thấy mặt dạ đẹp không? Nhìn vô đây nè. Ông bà cô chú thấy mặt dạ đẹp không? Ừ, để ngày mai ông bà cô chú mình có bình luận nó đẹp hay xấu rồi mẹ nói với con nghe. Ừ. Con hay kêu mẹ coi ông bà cô chú có nói mặt dạ làm sao không? Vậy nói cho mặt dạ nghe với. Nhớ không? Con làm bài xong chưa? Bữa nay có bài về nhà không? Cô có cho bài về nhà không? Không.
Con có muốn về, con còn muốn về Việt Nam học nữa không? Con thích học ở bên bển hả? Dạ. Tại sao vậy con? Con thích học bên đó hả? Con thích học đó. Học bó tay cô nó không cho đem đồ ăn. Cô ở vậy nên cho đem đồ ăn. Vậy đó hả? Thì con đói con không có gì ăn đó hả? Dạ. Ừ. Tội nghiệp quá. Thì con cô giáo bên Việt Nam con tên gì con còn nhớ không? Tên cô gì? Cô giáo bên cái gì? Bên Việt Nam á. Tên gì con nhớ không? Cô Ngọc. Cô Ngọc đó hả? Rồi bạn học của con còn nhớ đứa nào không? Bạn học đi. Rồi ai nữa? Bạn Cổ Trăng. Rồi ai nữa? Học Mi. Rồi ai nữa? Học Ly. Vậy đó hả? Nhiều vậy đó hả? À, anh hai con ở đâu? Anh hai con ở Việt Nam. Ở Việt Nam là anh hai con tên gì? Anh hai bộ. Anh hai ruột. Di Tường. Ôi anh hai ruột tên Di Tường nè, biết anh hai ruột luôn. Di Tường. Chi mê rồi là gì hả? Ê ông bà thấy ơi, ông bà con chú thấy ơi. Bữa nay hát bài mới vậy đó, chưa bắt giới ngộ khôn gì đó. Chào ông bà cô chú. Thì hôm nay con xin giới thiệu với ông bà cô chú một món là táo đỏ kẹp sữa lạc đà và nhân hạt điều. Thì món này là món mới bên Úc con. Thì ông bà cô chú cũng biết đó, cái táo đỏ này nè nó rất là tốt với tim mạch và tốt cho sự lão hóa của con người mình. Và nó cũng rất là tốt dành cho những người mà bị tiểu đường. Nó không có ngọt quá đâu ông bà cô chú. Thì hôm nay con xin giới thiệu với ông bà cô chú là món mới nha, món mới của bên Úc con. Cái món này rất là hot trend đó. Tôi rất mong sản phẩm lần này đến tay ông bà cô chú và ông bà cô chú sẽ ủng hộ Út con thật là nhiều để Út con có nhiều kinh phí để lo cho Măng Dạ và Di Tường. Con rất mong ông bà cô chú ủng hộ ạ. Ông bà chú, con tên là Di Tường. Hôm nay con sẽ giới thiệu một món bên shop mẹ con, đó là táo đỏ sữa lạc đà nhạt đều. Mà ông bà chú dùng thử con. Kẹo này rất là ngon. Cũng vừa miệng ăn cho người tiểu đường ăn cũng được đó ông bà chú. Ông bà cô chú, video của con hết đời. Cảm ơn ông bà cô chú đã xem. Bye bye và hẹn lại với mẹ. Ông hôn mẹ con nhiều nhiều nha. Con cảm ơn ông bà cô chú nhiều lắm.